Ngày xưa có một ông vua, ông nói với người cận thần của ông rằng hãy đi tìm cho ông một chiếc vòng, mà chiếc vòng này phải thật là đặc biệt. Thể người đang vui mà nhìn vào chiếc vòng này thì người đó phải buồn. Người đang buồn mà nhìn vào chiếc vòng này, người đó phải cười hơn. Ông quan cận thần này không tin chắc rằng chắc trên đời này đi kiếm chiếc vòng nó khó quá. Nhưng mà bây giờ lĩnh vua đã phán thì mình phải nghe. Cho nên ông đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi mọi nơi để mà ông tìm cho được cái chiếc vòng đó. Tìm ra. Một hôm ông quyết định thôi bây giờ không đi tìm ở những cái nơi thành thị, ở nơi những cái quán mà đắt tiền nổi tiếng nữa. Bây giờ mình thử đi xuống miền quê, những cái tiệm lập sập ở ngoài đường, mình thử coi có chiếc vòng đó không. Thì ông đang đi dài dài ở dưới những cái vùng quê, thì ông đi ngang một cái cửa tiệm rất là xề xòa, bán ba cái đồ tạp nhảm, đồng hay đồng gì đó. Thì ông cũng tấp vô hỏi thử thôi. Ông nói có chiếc vòng nào mà đặc biệt, người ta nhìn vô người ta đang buồn mà người ta cười, mà kẻ đang vui đó thì lại trở nên buồn đó. Thì cái người bán đó mới sắp tới sắp lui hồi thì lượm ra được chiếc vòng đưa cho ông coi. Thì ông này ông mới nhìn vô chiếc vòng cái tự nhiên ông khoác, ông cười khoái chí. Thế là ông quyết định ông mua cái chiếc vòng này. Thì ông mua kỳ hạn cho ông á là phải đem cái chiếc vòng này về nhân cái dịp lễ đặc biệt của cái ngày lễ đó. Đến ngày đúng giao hẹn thì ông vua tập hợp quần thần lại, thì bắt đầu bắt ông quan này ra trình cái chiếc vòng đó. Thì ông quan ông mới cung kính, ông dâng lên chiếc vòng. Ông vua làm vua thì rất là hớn hở, rất là vui, rất là hăng say. Thì ông vừa cầm cái chiếc vòng này lên thì ông đổi sắc mặt liền, và bắt đầu ông trở nên một con người bực bội, khó chịu. Và quý vị biết trên chiếc vòng đó ghi dòng chữ gì không? Mọi việc rồi sẽ qua. Thì ông vua này trong cái giây phút đó, ông thấy rằng cái địa vị, cái ngai vàng, cái vương giả, cái khôn ngoan, cái hạnh phúc, cái quyền uy của ông đang nắm trong tay rồi một ngày sẽ qua. Vì lâu nay ông nghĩ rằng ông là vua, là đấng tối cao, là người quyền uy, là người nắm vận mạng cả nước trong tay, thì có cái gì hơn đâu. Thì ông nghĩ ông sẽ cửu trụ ở cái ngai vàng đó. Nhưng mà khi ông đọc cái câu đó rồi thì tự nhiên nó đánh động vào trong cái tâm thức chắc chặt, chặt vào những cái gì mà ông đang dính mắc đó. Tự nhiên trở nên một con người buồn bã. Còn quan kia, ông thấm thấu được mọi việc rồi sẽ qua. Bây giờ vua bắt mình đi tìm một chiếc vòng, thấy không? Mình tưởng đâu là mình chết tới nơi rồi, giao kề tới cổ rồi, ai ngờ đâu lượm được chiếc vòng. Cho nên giờ sao? Mừng quá. Nhưng mà thưa đại chúng, chiếc vòng đó không tìm ở những cái tiệm cao sang, mà tìm ở một cái nơi rất là lụp xụp. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi mình đang ở cái ngôi cao chính bệ, mình đang là giàu có, mình đang được quyền thế, mình đang đủ thứ, hình như mình quên cái đó. Đến một lúc nào mình chìm xuống, mình trầm xuống, hoặc là những lúc mình thất bại trong đời, hoặc những đêm về mình có cơ hội mình nhìn ngắm lại, hoặc là mình phải đi dự một đám tang, hoặc là mình phải nghe một tin ai mới đó mới mất, tự nhiên mình nói sao? Mọi việc rồi sẽ qua. Như vậy thì thưa đại chúng, cái được mà chúng ta có được trên đời này, nó có thật được không? Và nếu mà chúng ta nói cái được mà chúng ta đang có được á, thì có kẻ đang sao? Đang mất. Vâng, và ví dụ như trời ơi, cái cô đó nhiều người đeo đuổi lắm á, mà rốt cuộc không ai được cổ con mình tôi được. Vậy thì cái mình đang được đây là phải bao nhiêu người bị? Rồi một cái danh nào đó mình có được thì người kia mất danh. Cho nên trong cuộc đời này, khi chúng ta có cái được thì chúng ta nhớ rằng cũng có kẻ đang mất.
Mà nếu chúng ta có được đi nữa thì cũng nhớ cái được này chỉ sao? Tạm thôi, chứ không có vĩnh viễn. Mà hiểu được cái chỗ mà chúng ta đang có được chỉ là tạm thì chúng ta bắt đầu sao? Lòng mình bắt đầu nhẹ. Cho nên tu theo Phật để làm gì? Tại sao mình phải tụng kinh? Tại sao mình phải nghe pháp? Tại sao mình phải đi chùa? Tại sao mình phải làm việc thiện? Tại vì mình có làm thì bắt đầu mình mới có thực nghiệm và thực chứng. Mình nghe người ta khổ, mình chưa bao giờ thấy khổ thì mình không biết khổ nó ra làm sao. Hoặc là thậm chí bản thân mình chưa bao giờ khổ, mình chưa biết khổ ra làm sao. Mình nghe người ta đói mà mình thì lúc nào đói cũng có ăn, cho nên cái chuyện đói đối với mình nó cũng có vẻ chưa có gì hết. Một hôm nào đi cùng trên một con đường dài suốt bao nhiêu trăm cây số mà không có cái quán nào cho mình ghé vô hết, mình đói bụng rã người, lúc đó khi được một miếng bánh mình cảm thấy lúc này miếng bánh nó ngon hơn miếng bánh nào. Tại vì hễ mà mình, người ta thường nói nhất hô bá ứng mà tiền hô hậu ứng, thì nghĩa là lúc nào lên một tiếng cũng có người đáp, lên một tiếng người đáp thì mình không có thấm gì chứ. Trên cuộc đời người con ngựa mà nó đi xa mới biết con ngựa đó giỏi, người nào thức đêm mới biết đêm dài. Người xưa có câu: trường đồ tri mã lực, cửu xứ thức nhân tâm. Đi một con đường dài mới biết được cái sức lực của con ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Cửu xứ thức nhân tâm, mình ở càng lâu mình mới hiểu được tâm người. Thì cái câu đó ý muốn nói sao? Chúng ta sống mà chúng ta phải trang rãi cái tâm của mình với tất cả tâm người. Mình mới lấy tâm mình làm tâm người, thấy cái khổ của người là cái khổ của mình. Từ đó cái tình, cái lòng thông cảm nó có. Mà lòng thông cảm có, đạo Phật gọi là gì? Là hiểu, là trí. Mà hiểu rồi thì cái gì nó sanh? Thương nó sanh. Có hiểu mới có thương. Mình không hiểu mình không thương. Thí dụ như hôm nay mình đi nghe pháp, nói trời ơi bữa nay tôi mất hết ngày. Nhưng mà mất ngày đi làm, hoặc là hôm nay xin nghỉ làm, mất tiền lương, nhưng mà được cái gì? Được Phật pháp, phải không? Ví dụ như bây giờ mình hễ mình mất một cái này thì cái khác nó có nhiều khi người thân của mình trong gia đình qua đời của mình mất, nhưng mà tự nhiên lại mình lại có cái đường là bao nhiêu người thân trong gia đình bây giờ lại hiểu Phật pháp. Hồi xưa không có chứng được cái chết, cho nên rồi không thẩm được cái chết. Thưa đại chúng, cách đây hôm nay là mấy tây? Hôm nay là 15 tây. Tức là cách đây khoảng 2 ngày, ở bên Mỹ, Florida, có một vị thượng tọa mới qua đời. Thầy đang lái xe trên một con đường, không biết xe nó có vấn đề gì, thầy bước xuống xe. Khi mà thầy bước xuống xe thì thầy lại quên tắt, bật cái thắng để cho cái xe nó dừng lại. Thì thầy bước xuống thì thầy đi ra phía sau xe của thầy để thầy coi nó hư cái gì. Thì trong khi thầy khom xuống như vậy thì thầy mới thấy cái xe nó lùi. Thầy mới nhớ trực lại là mình quên thắng xe. Cho nên thầy mới bước ra bên ngoài, thầy cố gắng thầy leo lên cái tay lái để mà thầy thắng xe lại. Thì không ngờ cái chân của thầy nó vướng lại cái xe. Và cái xe nó lôi thầy bật ra thì nguyên cái xe truck của thầy nó cán lên thầy. Và thầy qua đời lúc 4 giờ 10 phút cách đây 1-2 ngày. Quý vị thấy nhiều khi trong cuộc đời của mình á, mình có thấy những công việc đó, mình có nghe những cái việc đó. Hồi tháng 11 khi Pháp Hòa vừa sang bên Úc thì một thượng tọa ở bên Mỹ qua đời do một tai nạn nổ bình ga. Rồi kỳ này vừa qua tới đây thì nhận cái tin là ngày hôm qua, trước khi đi thì Phật tử bên Mỹ gọi báo tin là vị thầy đó đã qua đời. Mình nghe nói đâu là thứ bảy này sẽ làm tang lễ cho thầy. Thì đứa đại chúng, nhiều khi mình được nghe một câu chuyện đó để mình mất đi cái gì? Mất đi cái lòng chấp trước, mất đi cái sự sân si phiền muộn của mình. Và mình thấy rõ ràng cuộc đời, cái được, cái mất, cái danh,
cái lợi, cái thắng, cái thua, cái gì nó cũng là phạm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bi quan, nhưng mà để cho chúng ta có một cái sự sống vui vẻ, hoan hỷ, mở lòng, chấp nhận, thương yêu, tha thứ, chứ không phải để mình buồn rầu sầu khổ, cuộc đời vô nghĩa. Thấy cuộc đời nó như vậy, cho nên chúng ta nguyện sống cho nó có ý nghĩa, chứ không để cho chúng ta thấy cuộc đời nó bi quan như vậy rồi chúng ta buông xuôi, không phải vậy đâu. Nhưng mà cái đó là sự thật của đời. Mình chấp nhận nó cũng sẽ đến. Mình không chấp nhận nó cũng sẽ đến. Mà nếu mình chấp nhận nó đến, mình bằng, mình nhẹ lòng. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh như vậy. Thật ra trên đời này, cái được không hẳn là được, cái mất nó cũng không hẳn là mất. Nhưng mà bây giờ ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta tạm thời chúng ta nói mất với được đi, hay là được với mất, để cho chúng ta có một cái cách thực tập. Có nhiều khi hôm nay mình buồn, nhưng mà rồi nếu cái buồn này mà nó vĩnh viễn, chắc mình bao giờ mình được vui. Rồi cái buồn nó qua, chứ có ngày mình vui. Cách đây không bao lâu, trước khi Phong vào đi thì có một Phật tử Phong khóc trên Phong: "Thầy ơi, con của con nó chết khi nó mới có 28 tuổi. Mà nó là một đứa rất là ngoan, rất là hiền, rất là dễ thương, học rất là giỏi, mới vừa ra trường, bệnh mất. Thầy bây giờ thầy có cách nào thầy làm cho con hết buồn không? Con nghe pháp của thầy nhiều lắm, con nhớ, con biết hết, nhưng mà sao con hết buồn?" Thì Phong Hòa mới nói: "Dạ, bây giờ Phong Hòa không có nói gì được với cô đâu. Tại vì những gì Phong Hòa muốn nói, hay các thầy muốn chia sẻ với cô, hay là tự thân của chứng nghiệm về cuộc đời này, cô đi biết hết rồi. Nhưng mà cái cô cần là gì? Cần thời gian. Con người chúng ta cần thời gian để chuyển hóa, để thay đổi. Cho nên thưa đại chúng, mình muốn độ một người, mình phải có lòng nhẫn nại. Không có nhẫn nại thì không độ được chúng sanh. Và đại chúng để ý, độ một chúng sanh dễ hay không? Khó. Cho nên làm mất tâm bồ đề của một chúng sanh rất là dễ. Nhưng mà muốn làm cho một chúng sanh khởi tâm bồ đề, tin tưởng chánh pháp và tu khó lắm. Cho nên người Phật tử, nếu mình đã nhận mình là Phật tử, hiểu đạo, biết đạo, tu đạo, thì chúng ta phải làm sao cho cái đạo của chúng ta nó đến với mọi người một cách nhẹ nhàng, không có gì ép uổng, mà cũng không có gì nặng nề, và đồng thời cho người ta thấy được cái sự chuyển hóa tu tập của mình. Sở dĩ mình độ người ta chưa được, đừng có trách người đó, phải trách mình. Có lẽ mình tu chưa đủ, mình chuyển hóa chưa đủ, cho nên người đó thấy ở nơi mình chưa chuyển hóa đủ. Mà khi mình chuyển hóa đủ rồi đó, cái đức mình nó tự sanh, cái đạo hạnh mình nó tự sanh, rồi tự một lúc nào đó người đó sẽ thấu. Mà có đôi khi nói thẳng ta không nghe, nói mé mé ta nghe. Cho nên có nhiều người cũng khéo lắm. Nhiều khi muốn độ chồng, độ vợ, độ con, nói thẳng được cho bắt đầu mở băng. Mở băng giảng, lựa băng nào mà trúng bệnh đó nghe. Đợi ổng về mở lớn. Đợi bả về mở lớn. Cái đó là cái khéo. Mình làm sao mình tu á, mà không có gì để nó tu hết, mà ta thấy mình. Cho nên thưa đại chúng, chấp nghĩa là gì? Chấp nghĩa là dính. Chấp nghĩa là dính. Thấy không? Chấp nghĩa là chặt vô đó, dính vô đó. Mà khi mình chấp dính vô đó rồi á, thì mình không có cái cách nào để mình gỡ nó ra, thì nó khổ. Có một bà nọ không biết chữ, mà ngày nào cũng đi chùa, tối nào quý thầy tụng kinh bà cũng tới bà nghe, không có cái lễ nào mà vắng bà, rất siêng tu. Thì một hôm thì mấy bà bạn á, bà mới rủ mấy bà bạn đi chùa, thì cái người bạn nói: "Tôi nói thiệt với chị, tôi biết mấy chị đi chùa để làm cái gì. Tôi thấy nhiều rồi, ở xung quanh tôi nè, mấy bà càng tu càng dữ, càng tu càng không dễ thương.
Cho nên nói thiệt với chị, tôi thà tôi ăn mặn của nhà vậy đó mà tôi ít tội hơn mấy bà đó. Thì cái vị Phật tử này không biết thuyết pháp, bởi vì nghe giảng cũng nhiều, đi chùa cũng nhiều mà thành tâm lắm, không biết vì sao giải thích cho cái người bạn mới hiểu. Thì bác này mới nói, chị theo tôi, chị theo tôi nói này cho chị nghe. Thì cái bà này mới đi xuống dưới bếp á. Quý vị biết ở Việt Nam mình đó, mỗi nhà nó có một cái thúng, rồi không có xài đó thì người ta sợ mọt á, người ta mới đem treo nó ở trên cái dàn bếp đó để cho khói xông lên, để cho nó làm cho cái khói nó ung, rồi mấy cái con mỏ con đồ nó không có ăn mấy cái thúng đó. Mà thưa đại chúng, mà treo lâu ngày thì cái khói nó bốc lên, rồi nấu ăn bụi bay thì cái gì nó bám, bụi bám khói dính trong nó đầy cái rổ đó. Thì bà này mới lấy cái rổ xuống. Thế chị thấy cái rổ này không? Nó thấy dơ hàng. Thì bà này mới đem cái rổ này, cái thúng này nè, đem xuống cái bờ ao. Dạo một dạo, dạo hai dạo, dạo ba dạo, dạo tới dạo lui riết cái, một lần cái bụi nó trôi ra, hai lần cái bụi nó trôi, riết hồi cái thúng này bắt đầu bụi dơ nó sạch đi. Thì cái bà này mới nói, chị thấy cái thúng này không? Bây giờ nó làm sao? Nó sạch rồi. Chị biết không, cái người tu của mình đó, đi chùa, tụng kinh thường xuyên, coi như không được gì, mà thiệt sự ra cứ ở trong nước mà cứ dạo riết vậy rồi thì bụi bám nó cũng phải sạch. Bà này biết thuyết pháp không? Pháp sư. Bà cụ này là pháp sư. Nhưng mà pháp sư có nghệ thuật. Mình nói rỉ rả, ta đâu có hiểu mình nói gì. Bây giờ tôi ví dụ nè, cái thúng này bao nhiêu ngày bám bụi dơ, mà tôi chỉ cần đem xuống nước tôi dạo nó một hồi thì nó cũng bắt đầu trôi. Cho nên tụng kinh vô ích không? Không, không. Bây giờ ai mà không hiểu tiếng Hán, tụng một chập rồi thế nào cũng biết được một vài chữ nho. Bây giờ tôi biết hù thắng thẳng là gì, thấy không? Tôi biết nguyện dĩ thử công đức này, hồi đâu tụng không biết. Nhưng mà đừng nói không biết rồi không tụng, chính không biết mình phải tụng, tụng riết cho nó biết. Cố chi bây giờ các vị người ta đã dày công để dịch kinh ra cho mình đọc bằng tiếng Việt, cho nên mình tụng bản tiếng dịch tiếng Việt, rồi mình tụng luôn bản âm Hán, riết cái bắt đầu mình xong Việt cũng khá mà nho cũng chùm. Kêu nho chùm. Cho nên thưa đại chúng, thưa đại chúng, là khi mà mình có cái quán chiếu lại, mình thấy trời ơi, lâu nay tôi tu cũng được gì đó, tại mình không thấy có được chứ sao được. Bây giờ quý vị để ý ha, mình mà có tu học, giờ quý Phật tử nào đã quy y rồi thì quý vị để ý rồi. Ví dụ bây giờ mình bỏ hút thuốc, mình mất hút thuốc, nhưng mà được cái gì? Được dư tiền, được có sức khỏe, được bớt cằn nhằn. Tại mình hút thuốc mà mỗi lần hút là bị cằn nhằn. Rồi bây giờ mình bỏ rượu coi, mất rượu nhưng mà được sự tỉnh táo, được sự trí tuệ. Thật ra rượu không có tội, nhưng khi mình uống vô rồi thì mình sai. Mà hễ say thì mình mất tự chủ, mà mất tự chủ thì mình không có giữ được cái nhân cách, cái tư cách. Rồi đôi khi mình rượu vô rồi mình nói sai, tới hồi tỉnh mình ân hận. Và nhiều khi á, cho nên người ta mới nói á, nếu muốn biết mình yêu ai, nếu muốn biết người đó yêu ai, hãy đợi họ lúc sai rồi hỏi. Còn hãy nếu muốn biết ai yêu mình, chỉ khi nào mình bệnh mình sẽ biết. Tại vì khi mình bệnh á,
thì mình sẽ biết người nào thật yêu mình, tại người nào yêu thật mình thì sẽ có lòng để chăm sóc và không nhường lốm cái bệnh của mình, phải không? Nếu muốn biết ai yêu mình, hãy chờ lúc mình bệnh rồi sẽ biết. Nếu mới biết mình yêu ai, đợi lúc sai rồi hỏi. Còn nếu muốn biết mình là ai, khi mình vừa khởi ý thì mình sẽ biết mình là ai. Tu là cái chỗ đó. Mình tu để mình thanh lọc cái ý tâm của mình. Có nhiều khi mình khởi tâm tham, chưa ai biết, nhưng mà tự mình biết mình còn tham. Khi mình vừa khởi tâm sân, người ta chưa nhận ra, nhưng mà tự biết mình còn sân. Cho nên khi mình có tu rồi thì cái chất gọi là cái chất phàm phu của mình nó được lọc đi, thì cái chất thánh của mình đã hiển lộ. Nó là mình khi mình càng có tu tập thì cái trần tục mình nó mất đi, và mình ngược lại mình được cái thanh, trượt cái thanh. Cho quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài làm một cái việc rất khó làm, đó là ngài ở trong đời ác năm thứ nhiễm ô này mà ngài độ chúng sanh. Còn ở cái chỗ thanh rồi mà độ sanh thì nó dễ, ở trong cái cõi trần tục này mà độ được một người thì thật là khó. Cho nên người Phật tử chúng ta tự ý thức, mỗi người chúng ta phải là một pháp sư Phật giỏi. Ví dụ như hôm nào mình tu rồi, mình sẽ quán chiếu mình thấy bây giờ cái tâm của mình nó tịnh hơn hồi trước, mất đi cái sự mà nóng nảy, được cái sự an tịnh. Có nhiều khi hồi đó mình còn nhậu, mình còn đi chơi cờ bạc hay là qua tiếp bạn bè, trời bạn mình rất là nhiều, nhưng mà hình không có bạn đạo. Một khi mình hiểu đạo, mình đi chùa rồi á, cái bạn rủ đi nhậu, rủ đi chơi chứ mình từ chối 3 lần 4 lần, lần thứ 5 họ không thèm kêu nữa. Hồi xưa trong sổ điện thoại mình nó toàn là bạn đời không, mà hình như bây giờ sổ điện thoại mình đa số phone nào đa số là bạn đạo, có phải không? Vậy thì khi mình có tu rồi á, mình giảm đi cái đời thì cái đạo nó tăng, mình giảm đi cái trượt thì cái thanh nó tăng. Mình cảm nhận được, mình biết cảm thông, biết cảm thông mình bớt chấp trước. Nhiều khi ở đời ta hay nói câu được cái này mất cái kia, cái câu đó mình nói hoài mà hình như mình không có tu chứ. Mình cứ bắt người này phải hoàn hảo, người kia phải trọn vẹn, nhưng mà hãy đụng tới mình cái mình nói là sao, thôi được này mất cái kia, mà mình nói thôi nhưng mà mình chưa thật sự mình chứng nhận được cái câu đó. Cho nên bây giờ mình làm sao cho cái câu đó nó biến thành ra Phật pháp cho mình, bớt chấp đi. Người nào được cái này không được phần khác, có nhiều người không được gì hết rồi sao? Nhưng mà nói như vậy thôi chứ thật sự ở đời không có ai mà hoàn toàn được gì hết. Có chứ, nhưng mà tại mình chưa có cặp mắt đạo cho trong để mình nhìn, đa số mình nhìn bằng cái trượt, kiến trượt đó. Cho nên mình không thấy được cái thanh đó người ta. Vậy thì mình tu, mình tụng kinh, mình học Phật để làm gì? Để lọc cái thấy đó. Hồi xưa mình thấy mọi người bằng con mắt nhục nhãn của mình không? Quý vị nhớ không? Nhục nhãn là con mắt thịt của mình. Rồi coi đó, coi vậy đó, coi chịu nổi không? Bước qua này giận hờn, bước tủ thấy lắm. Bây giờ tu riết cái sao cái nhục nhãn đó, nó bớt đi, bây giờ nó lên tăng độ chút thiên nhãn. Thiên nhãn. Rồi từ từ tăng lên sao? Pháp nhãn. Pháp nhãn rồi tuệ nhãn. Rồi đi Phật nhãn. Năm con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Hồi đầu mình thấy ai cũng dở, giờ mình tăng cái thiên nhãn lên, mình thấy không kệ, nấu thì cũng dở mà có lòng không kệ, ráng ăn. Nên mình hồi đầu mình chê à, nấu thì thấy ghê của nó hoài. Nhưng mà bây giờ mình nhận ra tấm lòng của người ta hơn là mình nhận cái dĩa ăn đó, thôi được, có lòng. Rồi bây giờ mình tăng cái pháp nhãn mình lên chút nữa. Pháp là gì? Con mắt có cái Phật pháp trong đó. Bây giờ con mắt có Phật pháp là sao? Hồi nãy là mình thấy
tuy có dở nhưng có lòng. Bây giờ phát nhãn nè, ngon dở cũng là bữa ăn. Nếu không vừa miệng mình thêm chút nước tương, lỡ quá mặn thêm chút nước, vắt tí chanh, dằn miếng ớt, ngon liền. Hồi xưa mình dùng nhãn nấu mặn chát, đưa lên đũa lát nữa mặn chát, từ đầu đến đuôi chê mặn nhưng mà lát hết rồi. Thì tại sao mình không ăn cái tô đó trong cái pháp nhãn của mình? Hồi nãy mình ăn, hồi trước khi mình ăn mình dùng nhãn, bây giờ thiên nhãn rồi gì nữa, pháp nhãn. Khi mà pháp mà nó thấm vô trong tâm mình rồi đó, tăng độ lên là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là nhìn sao? Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong ký Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nè, nhiều người không có ăn, mình có ăn là quý rồi. Hồi đi vượt biên qua trại tị nạn ăn gì? Rồi giờ qua đây mà có ăn mà chơi lên chơi xuống. Tuệ nhãn nó sao? Đến một lúc nào rồi á, cái Phật nhãn nó bao trùm mình rồi, thấy tất cả mọi sự mọi việc. Rồi mọi việc rồi sẽ qua. Ngon cũng rồi bữa ăn, dở cũng rồi bữa ăn. À, chồng cù lần cũng chồng mình. vợ cũng vợ mình. Thì tự nhiên mình thấy được như vậy, cái cuộc sống mình nó an nhàn. Vậy thì học Phật để làm gì? Học Phật để làm sao ngay trong đời này, ngay trong đời này giảm đi cái chấp, bớt đi cái dính mắc, bớt đi cái so sánh hơn thua, để rồi tâm mình trang rãi đến tất cả. Bây giờ mình thấy được với mất không có gì quan trọng, tại vì mọi việc rồi sẽ cái này hôm nay mình được. Ví dụ bây giờ quý vị có bao giờ nghĩ hôm nay mình gặp nhau không? Không. Vậy mà mình lại được. Mình lại được. Nhưng mà quý vị nhớ là cái được này cũng có một vài chỗ mất. Tại vì người khác nghe được người ta cũng muốn, nhưng mà giờ giấc thời gian nó không còn nữa. Thì nhớ cái được hôm nay cũng có gì tự hào hết, mà thông cảm thôi chỗ khác. Nhưng mà cái chỗ khác có mất á, cái cơ hội này á cũng có gì buồn. Tôi mất bữa nay mà năm sau tôi được. Mình đưa cái nhãn của mình nó ra xa chút. Ví dụ hôm nào hồi đó mình khỏe, mình không có biết giữ gìn sức khỏe. Được sức khỏe mà không biết giữ, đến hôm nào mất sức khỏe, cái gì lại muốn? Muốn được. Thôi bây giờ muốn được cũng đâu được nữa. Cái gì nó qua rồi là nó đâu có bao giờ trở lại. Thì bây giờ nếu mà lỡ sức khỏe mình giảm, thì mình tự nói nhờ giảm mới biết tu. Chứ nếu mà người mình mà khỏe hoài chắc cũng chưa chắc có ngày mình ngộ đạo. Nhờ có bệnh vậy nè, bắt đầu mới suy nghĩ đến cuộc đời, mới thấy rằng hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai rồi tôi cũng về làm cát bụi. Tự nhiên mình nói ôi bây giờ cát bụi tuyệt vời. Cát bụi tuyệt vời là sao? Tôi biết thân này là cát bụi, cho nên tôi sẽ nguyện giữ gìn cát bụi này một cách màu nhiệm. Tôi không bao giờ dám để cho cát bụi này nó trở thành cát bụi hư vô. Trước khi tôi làm cát bụi, tôi sẽ làm một cát bụi thật màu nhiệm. Bây giờ tôi sẽ dùng cái thân cát bụi này thông cảm cho vợ hơn, phụ vợ một tay, thương chồng hơn, lo cho chồng miếng cơm miếng nước mà không buồn phiền, chăm sóc con cái dù nó có những cái nó bất, nó hổn với mình, nó có gì với mình, nhưng mình vẫn thấy nó là con của mình. Nếu mình không có nợ nó đâu có tới đây nó đòi. Bây giờ tôi hiểu được câu này: nhi nữ thời túc trái, khảo trái hoàng trái hữu trái phương lai. Bây giờ tôi hiểu rồi, con trai con gái đều là nợ cũ. Có đứa nó đến đây nó đòi tôi, có đứa nó đến đây nó trả cho tôi, có khi nó trả cho mình, có khi mình phải trả cho nó. Nhưng mà dù nó trả mình hay mình trả cho nó, thủy chung cũng đều là nợ. Nếu không nợ đâu có mặt ở đây.
Có một Phật tử nói với Pháp Hòa: sao cuộc đời con đau khổ, con không có làm gì ác hết, mà tại sao con sanh mấy đứa con cho nó bệnh hết? Pháp Hòa mới nói: bây giờ nếu mình chỉ thấy là mình tự mình nói tôi không làm gì tội, mà tại sao tôi nó bị trời hành trời phạt? Tại vì cái đó là mình nhìn theo cái thế gian. Bây giờ tại sao chị không chuyển? Mình nghĩ đây là cái nghiệp phải không? Bây giờ chuyển thành cái nguyện. Nếu chị không nguyện giúp ba đứa con mình, bốn đứa con mình, thì ai sẽ là người phát nguyện này đấy? Bây giờ mình có duyên với nó không? Thì mình chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Nguyện chăm sóc cho con mình đến ngày viên mãn. Viên mãn là sao? Một là nó đi đúng rồi. Hai là mình làm hết sức của mình, đến nào mình không còn trên đời này nữa thì mình đi. Nhưng mà buông trôi là không được, mà làm mà khổ lụy cũng không được. Tại vì mình làm mình khổ thì mình sẽ làm cho thân tâm mình mệt mỏi, và ý chí mình không kiên cường, sức lực của mình không đầy đủ, thì mình sẽ tự mình sớm chấm dứt cuộc đời của mình, mà mình không làm tròn được những gì mình cần làm. Cho nên á, qua cái câu chuyện ông vua đòi một người quan tìm cho một chiếc vòng. Chiếc vòng này thật là đặc biệt, thưa đại chúng. Ở trên đời này có những cái rất đặc biệt, nhưng mình nghĩ nó đặc biệt phải là cái gì nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thật sự khi hiểu ra cái đặc biệt nó không có gì, nó thật là đơn giản. Mọi việc rồi sẽ qua. Ngày xưa cũng có một câu chuyện, ông vua đi mua một cái câu gì mà thật là quý giá trên đời. Cuối cùng ông phải bỏ tiền ra, ông mua một cái chiếc hộp, mà trong chiếc hộp đó chứa một cái câu gọi là tuyệt nhất trên đời này, để mà ông giúp cho ông trị dân trị nước. Ông bỏ ra nhiều tiền để mua từ một cái người mở chiếc hộp đựng trong nhiều cái quý báu trong đó. Sau nhiều lớp, ông dở ra, ông thấy một tờ giấy, trong đó có một câu: phàm làm việc gì trước phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Cái câu đó thôi mà ông phải mua tất cả ngàn lượng vàng. Nhưng mà thật sự cái câu đó quả là một câu đáng ngàn lượng. Làm vua trước khi làm việc gì mà không suy nghĩ thì vua cũng sẽ mất nước. Là một người dân, một người nhà giàu mà không suy nghĩ đến cái chi dùng của mình thì cũng mất tiền, mất của. Có vợ, có con hạnh phúc mà làm việc gì không suy nghĩ kỹ thì hạnh phúc cũng sẽ mất. Nói chung là tất cả chúng ta trên đời này, người lớn, người nhỏ, người sang, người giàu, người khỏe, người mạnh, người đẹp, người xấu, nhất chúng ta làm việc gì mà không có suy nghĩ kỹ thì việc làm của chúng ta sẽ mang lại những cái kết quả không như mình mong muốn, mà thậm chí còn thảm, còn khổ hơn. Cho nên mọi việc ở đời, bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ đi, không lẽ chúng ta đi chùa 5 năm, 10 năm chúng ta không được gì sao? Được bớt cái nóng này, được thêm cái tịnh này, được có lòng cảm thông này, mất đi sự chấp trước này, phải không? Vì mình thấy rồi, kệ, được hay mất kia. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc, có nhiều vị đó, cái người đó tới chùa không làm gì trơn á. Cái ta hỏi vô ăn mà tới giờ ăn á, có mặt ăn à? Ủa, người ta ăn là ta làm nữa. Ta kêu làm ăn mà. Mình nấu ra mà không ai ăn mà phải khổ. Bây giờ mình nấu mà có người ăn là sao buồn? Mà xin lỗi, nếu mà người ta tới mà ta ăn dĩa thứ nhất rồi, ta tới ta lấy dĩa thứ hai, thay vì ta làm gì ăn dữ vậy. Còn mình quên một câu là tại mình nấu ngon người ta mới ăn nữa. Mà nếu mình biết ra được vậy, cái tự nhiên ta ăn hai dĩa, ba dĩa mình cũng mừng chứ không có sợ. Mà quý vị, chùa cái gì mà miễn phí là gọi đồ chùa. Đi xe miễn phí, đi xe chùa. Đâu, làm cái gì chứ ai mà không tính tiền cái kêu đồ chùa. Mà quý vị thấy chùa nghèo phải không? Nhưng mà cũng rất giàu. Tại hễ cái gì không cần trả tiền kêu đồ chùa. Vậy thì cái câu nói chơi, nhưng mà nhiều khi ở trong cái lời nói chơi nó mang cái đạo lý đó. Cho cái người mà người ta có cái, như nãy với Hòa Thương, mình mà có cái cần, mình có bốn cặp mắt thánh, một cặp mắt phàm,
Dục nhãn là phàm mà bốn chất kia là thánh. Thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn. Mà dục nhãn là gì? Dục nhãn là nhãn dục. Mà ăn nhãn dục nhiều nó nóng. Cho nên có nhiều người nhìn người ta thôi là bực bội lên rồi, nó kêu dục nhãn. Nhưng mà thật sự cái chữ dục là gì? Dục là thịt. Dục là thịt. Dục nhãn là con mắt thịt của mình, con nhất bình thường của mình. Nhưng khi chúng ta tu mà có được thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn, cũng không nghĩa là chúng ta cần phải đi Hàn Quốc để thay mắt. Không nghĩa là chúng ta phải đi Thái Lan để mà sửa chữa gì hết. Tự nhiên khi chúng ta có tu là con mắt của mình nó đổi. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? Có. Tu đổi. Cái người mà tu tập thanh tịnh, an lạc, mình nhìn con họ mình cảm nhận. Hồi xưa mình nhìn dữ lắm. Có nhiều khi mình cạo đầu rồi, mặc bộ đồ tu vô vẫn chưa thấy hiền. Nhưng mà quý vị cứ tu tập thời gian. Cho nên á, mỗi khi mình đến trước bàn Phật á, tại sao ở bàn thờ Phật á, khi mình thờ Phật á, đừng có đóng cái bàn thờ quá cao. Vì khi quá cao mình nhìn không tới, rồi mình thắp nhang mình phải leo nữa. Cho nên cái mức độ làm bàn Phật á, ở vừa cái tầm mắt của mình. Để chi này? Để khi mình chắp tay lại, mình cái tầm mắt mình nhìn vậy này, thì mình với Phật có sự giao cảm. Cho nên thờ Phật á, lựa cái hình Phật trang nghiêm, không cần nhiều, một hình một tượng cũng được. Mà cái hình tượng đó cho trang nghiêm. Nói bây giờ là đẹp đó, nhưng mà mình nhìn vô tự nhiên mình thấy lòng mình an tịnh. Rồi khi mình nhìn vô, cho nên mình mới đọc cái câu Phật chúng sanh tánh thường rộng lạc. Phật là cái đối tượng, mình là cái người lễ. Phật là đối tượng để mình lễ. Đó là Phật và chúng sanh. Phật cũng thanh tịnh như vậy. Con nay nương nhờ hình Phật, ảnh Phật để chúng con thanh tịnh tâm con. Quý vị thấy không? Cho nên cái hình đó là gì? Cái hình đó là Phật ấn tâm. Nhìn hình Phật mà tâm mình tịnh. Phật đó, cái Phật đó ấn cái tâm mình. Nhưng khi mình thỉnh Phật thì phải lấy tâm ấn Phật. Khi mình đi lựa tượng, mình lựa một cái hình tượng là mình nhìn vô, tự nhiên mình cảm thấy có duyên, mình cảm thấy cảm mạng, cảm mến cái bức tượng đó, là tâm của mình ấn vô cái Phật đó. Cho nên mình thỉnh xong cái mình nói thầy ơi, thầy chú nguyện dùm con. Thầy chú nguyện tức là thầy đem cái tượng, mình đem tượng về chùa cho thầy đem cái tâm để ấn vô. Cho đó gọi là gì? Tâm ấn Phật. Rồi khi lâu ngày rồi Phật ấn. Phong Hòa ví dụ, Phong Hòa đi ngang cái tiệm, Phong Hòa nhớ, ồ, cây viết này đẹp quá, thôi mình mua về cho chú đệ tử. Thì cái chú đệ tử đó là một người mà mình thương, cho nên thấy vật thì nhớ người mình muốn tặng. Trước kia cái đó nó không của ai, nhưng khi mình thấy một cái món hàng đó rồi, tự nhiên mình nhớ tới cái người mình thương đó, liền mua cây viết đó. Vậy thì cây viết này là sao? Tâm ấn Phật. Phải không? Tâm ấn Phật. Tâm mình để của Phật đó. Rồi mua cái viết về gói thiệt đẹp. Con ơi, thầy đi chơi ở Đức, thầy thấy cái viết đẹp quá, thầy nhớ tới con, thầy mua cho con cái viết này. Khi người đệ tử cầm cái viết này, giữ cái viết này là vật gì? Kỷ gì? Mai mốt người đệ tử nhìn cái viết này thì người đệ tử nói cái viết này là do thầy tôi mua tặng. Thì cái vật này nó ấn tâm của người đệ tử. Như vậy mình tặng một món quà cho ai đó, đó là tâm ấn Phật. Để đem về để nhà người đó, mai mốt chỉ cần đi ngang cái đó, Phật đó liền ấn cái tâm. À, đây là món quà thầy tôi, mẹ tôi, ba tôi đã mua tặng. Cho nên mình nói cái chữ kỷ niệm. Chữ niệm là nhớ. Thấy không? Kỷ niệm, nhớ những gì đã qua. Cho nên mình mới thỉnh quý thầy tới ăn biểu Phật. Hay là mình mới thỉnh tượng lên chùa nhờ quý thầy chú nguyện của đó. Cho nên có nhiều người, nếu mình chưa hiểu, mình nói thờ Phật để làm gì?
cái tượng này đất đá xi măng mà mình bỏ tiền ra mình mua mà, đúng, đâu có ai cãi đâu. Nhưng mà nhờ cái tượng đó, nhờ cái bức hình đó để nó làm cho tâm mình trang nghiêm. Cho nên á, cái tướng sự vật ở bên ngoài, nếu mình chấp, đây là một dạng chấp, đây là tượng mà, đây là hình mà, tại sao mình thấy lại? Anh không hiểu được lý anh mới chấp. Còn anh hiểu được lý rồi anh không chấp. Nhờ hình tượng mà đưa tâm mình trở về. Như hồi nãy á, thí dụ thôi, bây giờ mình không có bàn thờ gì hết, cái thì mà Phật tử bước vô nói mời đại chúng hướng về lễ Phật, biết đường đâu hướng, ủa Phật ngã nào mà hướng. Nhưng bây giờ mình đặt cho nó một vị trí, Phật để đây, chỉ cần bước vô nói mời đại chúng bước vô trong hội trường để lễ Phật, ai bước vô đây tự thấy cái này tâm liền hướng về đây, bởi nó có cái điểm để nó hướng. Quý vị thấy không? Cho nên khi mình chưa hiểu, mình mới biết rằng Tây Phương Cực Lạc là ở phía Tây, cách cõi này muôn mười muôn ức cõi. Nhưng khi mình đã thấm hiểu được đạo rồi á, Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Ở cùng khắp, chỗ nào cũng là Tây Phương Cực Lạc, nếu tâm mình an tịnh. Nếu không tâm mình không an tịnh được ở phương này thì phương nào mình về cũng được hết. Bởi vì phương nào mình cũng buồn khổ hết thì phương nào mình an vui. Cho nên an vui nơi này, an khắp mọi nơi. Thế mình được cái đó, mình được cái đó, mình được cái tâm đó rồi là mất hết những cái chấp trước buồn phiền. Phải vậy mới được, phải thế kia cũng được. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tùy mọi nơi, mọi chốn, tùy thời, tùy cảnh, tùy quốc độ mà chúng ta có sự thay đổi. Thí dụ ở Âu Châu, nó có những hoàn cảnh sinh hoạt của Âu Châu. Mình dân Mỹ qua, mình nó không phải làm đúng Mỹ. Vào tịnh hóa thân tâm, tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, thời gian, tụng được như vậy, chúng ta sẽ mất đi cái chất. Mà bây giờ chúng ta không có thời gian, chúng ta hãy tụng cái gì theo thời gian của mình. Được như vậy chúng ta không mất gì hết, mà lại được, được tu mà không phải phiền khổ. Còn nếu như mà mình nghe tùm lum chuyện hết, người ta nói phải như thế này, phải như thế kia, mà cái phải đó là tại người ta làm được, mình không làm được sao phải được. Ví dụ như có người nói tụng chú Đại Bi phải ăn chay trường, rồi bây giờ mình ăn chay bò không có trường rồi mình làm sao? Mà con bò nó cũng ăn cỏ, nó ăn chay quanh năm mà đâu thấy nó tụng Đại Bi đâu. Không có cái đạo lý nào. Cho nên á, mình tu làm sao để tâm mình mỗi ngày mỗi sáng ra được cái tuệ giác. Cho quý vị thấy không? Tại sao tự quy y Phật, tự quy pháp, tự quy tăng để cuối quyển kinh? Bởi vì hồi nãy á, lúc mình bước đầu vô lễ đó, là chí tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp, giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Rồi chí tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Toàn là những Phật Bồ Tát hình tướng bên ngoài, những người nhân vật để chúng ta hướng tâm về đó. Bước đầu tu đạo hướng về cái tướng, nhưng mà cuối cùng của sự tu đạo là phải hướng về tâm. Cho nên hồi nãy lại Phật Pháp Tăng bằng hình tướng, cuối thời kinh phải hướng về Phật Pháp Tăng của tự tâm. Cho nên mới tự quy y Phật. Tự quy y Phật là tự quy y với sự giác ngộ ở nơi mình. Tự quy y Pháp là tự quy y cái sự chân chánh ở nơi mình. Tự quy y Tăng là phải nương tựa tự tâm thanh tịnh của mình. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới dạy quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Giác chánh tịnh, bởi vì Phật là giác ngộ, giáo pháp là chân chánh, tăng là thanh tịnh. Nơi mình có sự giác ngộ, có sự chân chánh, có sự thanh tịnh là tự mình quy y. Vậy thì cái giờ phút mình quỳ xuống mình quy y đó, không phải mình quy ông thầy đó đâu, ông thầy đó làm lễ cho mình thôi, mà không phải mình quy cái tượng Phật đâu, tượng Phật tạm cho mình có cái tâm chỗ mình hướng thôi.
Không phải mình quyên quyển kinh đâu, nhưng mà ngay cái giờ phút đó xác định, bây giờ con có Phật ở trong tâm, con có Pháp ở trong tâm, con có Tăng ở trong tâm. Cho nên một thời kinh Chư Tổ soạn cho mình, đầu tiên lễ Tam Bảo tướng, cuối cùng lễ Tam Bảo tâm. Mà tướng tâm mà được như vậy rồi, cho nên ngày xưa nghi thức xưa có một câu tụng kinh xong rồi đứng dậy, hòa năng, đại chúng mới đi mà hòa theo, thánh chúng hòa nam là gì, con xin kính lễ. Cái đứa này đáp lại tất cả các vị thánh chúng, trong đó có ai? Có mình. Và bây giờ quý vị để ý thôi, tu cái gì cũng phải có mình trống rồi mới chịu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, sợ lọt tên con cho đến đệ tử. Đệ tử là tai nữa, đều trọn thành Phật đạo, phải không? Như vậy thì mình mới thấy rằng mình với chúng sanh là một, mình cũng là chúng sanh. Hồi xưa mình chưa tu, mình cũng là gì? Mình cũng là chúng sanh. Hồi xưa mình không biết đạo, mình cũng y chang như cái chuyện này nè. Mà bây giờ biết chút rồi thì lại buồn phiền với chuyện kia, phải không? Cho nên á, tất cả chữ nghĩa để mình vượt vô đó mình tu, nhưng đừng để chữ nghĩa nó làm cái khổ luyện cho mình. Cho nên á, có một vị đó đến lễ lục tổ mà lễ đầu không sát đất, lục tổ mới nói lễ mà không sát đất chưa đủ thành kính. Ông này mới nói tôi là người tụng kinh Pháp Hoa nhiều ngàn bộ rồi. Tổ mới nói ông pháp danh là gì? Nói dạ con pháp danh là Pháp Đạt. Đừng lộn với Pháp Hoa nha. Con pháp danh là Pháp Đạt. Tổ nói ông tên Pháp Đạt mà không đạt được pháp. Ông là tên Pháp Đạt, nghĩa là người đạt được pháp. Mà người đạt được pháp thì không chấp trước mình tụng bao nhiêu ngàn bộ Pháp Hoa. Không? Mà nếu mà người đạt được pháp nó càng tụng Pháp Hoa nhiều chừng nào thì tâm khiêm cung phải nhiều chừng đấy. Bởi vì ngay cái phẩm gì? Phẩm thường bất khinh là giải ông rồi. Phải không? Quý cho nên quý vị thấy kinh Pháp Hoa bao nhiêu phẩm đầu, xác định mình là Phật, mình có phẩm tánh, mình là con nhà giàu, không phải con nhà nghèo. Đừng làm cùng tử, nói đủ thứ hết. Cuối cùng trở lại tuy thế nhưng không thể không khiêm cung, cho nên phải phẩm, phải thêm cái phẩm gì? Thường bất khinh. Mình thành tựu rất nhiều nhưng không bao giờ chính mắt ở sự thành tựu của mình. Cho nên có một hay đùa, muốn làm bệ hạ phải khiêm cung, còn nếu không thì bị thiên hạ hạ bệ. Mình làm bệ hạ. Cho nên ông vua hồi xưa đó, ổng khiêm cung lắm, ổng xưng với thần dân là quả nhân. Cái từ hồi xưa thay vì xin chẩm đó, người ta xin là quả nhân. Quả nhân là gì? Tôi là một cái người dở, một cái người cô quả, một cái người còn nhiều sự dở, cần quý vị gọi là trợ giúp để tôi trở thành một minh quân. Ông vua ông xin vậy đó, ông nói quả nhân. Không phải là ông tự xin là ông làm con lành gì đâu. Tôi là một cái người mà còn dở, quý vị phải cần giúp đỡ cho tôi để tôi trở thành ra một người minh quân. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện một chiếc vòng. Mọi việc rồi sẽ qua, tất cả chúng ta là người tu Phật, chúng ta nghe kinh nghe pháp nhiều, để rồi cái tâm của chúng ta biết nhẹ nhàng với mọi sự, mọi việc khi nó đến. Cái gì nó qua thì để cho nó qua, cái gì nó đang đến thì chúng ta tiếp xúc, chúng ta giải quyết. Cái gì nó chưa đến, không có đem lòng lo lắng phiền muộn. Dù cuộc đời mình có đau khổ cỡ nào, rồi mình cũng sẽ nói với mình, mọi việc rồi sẽ qua. Mà quý vị thấy thật sự vậy,
hồi mình khổ, mình đi vượt biên, mình nói trời ơi, không biết cuộc đời mình, gia đình mình sẽ về đâu. Khi được định cư ở đây, học tiếng Đức rất là khó, tiếng tâm không biết, người ta nói mình không nghe được nhưng biết, không nói được như trăm, chưa có xe đi như què, phải không? Chưa biết chỗ nào để đi như ở tù. Rồi mình rất là lo cho cái tương lai, rồi mình cũng phấn đấu, mình cực nhọc mình làm, rồi thì cuối cùng sao, mọi việc rồi cũng qua. Mà qua được bao lâu rồi? 40 năm rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á, rồi khi bây giờ mình nhìn lại những gì mà mình đang có đây nè, mình đang có những cái gì hiện nay đó, có thể tưởng tượng được rằng mình có được những điều mình không thể ngờ. Mình đâu có nghĩ rằng hôm nay mình được như vậy. Pháp Hòa hồi nhỏ Việt Nam nói trời ơi, thấy đang ngồi ăn cơm trong nhà nha, mà nghe chiếc máy bay mà nó bay ngoài sân á, là chạy ra coi. Xong rồi mình rủ mấy đứa ông sớm, tụi bay ơi, ra coi chiếc máy bay nè, nó bự quá ha. Trời ơi, biết chừng nào mình mới được lên đó. Vậy mà bây giờ bay dài, ngủ mà ăn trên máy bay nhiều hơn ngủ ăn chứ đó. Rồi quý vị thấy nghe, trời nghe nó nước ngoài, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, trời ơi, biết chừng nào cũng được đi xem. Vậy mà bây giờ mình ở đâu mình cũng có thể tới được. Ngày hôm qua đó, khi mà máy bay nó đáp ở Amsterdam, thì trong lúc chờ đi ra thì Pháp Hòa nghe cái anh phục vụ ở trên máy bay và một cái người hành khách dân bản xứ đang nói chuyện. Thì hai người mới nói chuyện, thì hỏi cái ông làm, ông hỏi anh ở đâu. Ông nói tôi ở xứ này 22 năm rồi tôi mới được về thăm nhà. Thì cái ông kia mới nói chà, như vậy chắc ông rất là vui ha, và tối nay chắc ông sẽ có một cái party rất là lớn. Ông nói, ông này mới nói không, nếu mà tôi có party với bạn tôi chắc cuối tuần, còn mấy ngày này tôi phải spend time, tôi phải cho thời gian với gia đình thôi. Thì cái xong nó hồi lúc mình đi á, mình đâu có nghĩ mình được ngày về, phải không? Lúc mình đi mình có được nghỉ ngày về không? Không. Ôi ra đi không có hẹn ngày về. Lúc đó thì cái ông kia mới nói, cái ông mà làm trong cái bang mới nói small world, tức là trái đất này rất là nhỏ, và thật sự ra nó không có cái distance, nó không có cái khoảng cách. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần 8 tiếng đồng hồ thôi là từ bên cái đất nước Canada, 8 tiếng đồng hồ sau đã sang qua đất nước Âu Châu, không có ngăn cách, no distance. Con người không có distance nếu con người muốn. Quý vị thấy không? Pháp Hòa ngồi xa quá là bà tám. Nhưng mà không phải mình cố ý làm bà tám, tại vì mình đứng ở giữa, hai người đứng hai đầu, mình làm hai công nghe, bên này nói, bên này nói câu. Nhưng mà Pháp Hòa đứng đó Hòa nghe, nhưng mà Pháp Hòa thấy họ nói có đạo lý. There's no distance, only 8 hours every morning reunion. Không có khoảng cách, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thôi là con người có thể hội được. Nhà Phật gọi cái đó là duyên. Duyên là gì? Duyên nghĩa là khi chúng ta hội đủ điều kiện thì nó có mặt. Vậy thì chữ duyên nghĩa là gì? Nghĩa là điều kiện. Tiếng Anh dịch là conditions. Khi mình có đủ cái điều kiện thì nó sẽ có mặt. Khi thiếu một điều kiện nó không thể có mặt. Không phải, ví dụ mình có 99 cent chưa thể gọi một đồng, thêm một cent nữa để được gọi là một đồng. Duyên cũng vậy, thiếu một duyên cũng không thể có mặt được. Thí dụ hôm nay tôi lại chúng mấy ngày trước mà bệnh viện cảm, rồi ho, rồi rất là khó chịu, mà suốt từ sau có Tết chưa bao giờ có một bệnh mà tôi cảm gió và dắt hơi liên tục 4-5 lần. Mấy Phật tử trời ơi, thấy thầy bệnh kiểu này mai đi rồi mà bữa nay còn rề rề kiểu này, không biết có lết lên tới đi trường rồi. Ví dụ thôi, bên này quý vị chuẩn bị hết vé máy bay có sẵn, Pháp Hòa cũng có, coi như là mọi việc đã sắp xếp xong. Giờ phút cuối Pháp Hòa đau bệnh và đi không được, hôm nay cũng không làm gì được.
coi như cái gì nó cũng đủ hết rồi, chỉ thiếu một cái duyên thôi. Cho nên á, mình phải trân quý cái đó. Duyên là do mình tạo, duyên là do mình tạo chứ không thể ngồi nó chờ duyên. Duyên là do mình tạo, nhưng một khi mình đã tạo duyên rồi thì mình phải biết trân quý cái duyên đó. Hồi nãy trước khi ra đây, một cô Phật tử vô nói: thưa thầy, con hy vọng là lần sau này mình còn giữ được những cái duyên này. Ông bà mới nói như thế này: nếu tâm tất cả quý vị còn hướng về Tam Bảo, tâm Pháp Hòa còn hướng về Tam Bảo, thì mình sẽ gặp nhau được. Đó là một sự thật. Ví dụ sáng hôm nay có những người tâm không hướng về, mặc dù người ta rảnh, người ta có thời gian, nhưng ta không đâu đi. Và có những người rất muốn đi, nhưng mà vì đi làm, thấy không? Bây giờ mình nói không, có nhiều người không muốn thôi. Giờ mình có tạo bao nhiêu duyên, người ta cũng không thể dính được. Bởi vì tâm tâm hướng. Cho nên tâm mà hướng thì mọi việc nó sẽ đi về cái hướng đó. Cho nên đó, ở trong nhà Phật hay nói phương Đông có Phật này, phương Tây có Phật kia, phương Bắc có Phật nọ, là ý nghĩa gì? Bởi vì tâm của chúng sanh là nó đi trong 10 phương. Quý vị có tin là nãy giờ quý vị ngồi đây mà tâm quý vị thỉnh thoảng cũng có chạy 1-2 phương không? Người nào bận nấu ăn ha, lâu lâu ngó đồng hồ, biết có trễ. Lâu lâu cái tâm mình chạy xuống bếp. Người nào mà lo việc gì thì nãy giờ tâm chạy về phương đó. Chính vì vậy mà Đạo Phật mới nói rằng phương này có Phật nọ, để chi vậy? Để cho tất cả chúng ta không bao giờ thấy lạc lõng, mà phương nào của mình cũng sẽ có Phật tiếp nhận mình. Cho nên thậm chí mới nói phương Đông có Dược Sư, phương Tây có Di Đà, phương Bắc có A Xúc, vân vân. Rồi đấy, tu đi bình thường, bệnh tật, khổ nạn có Quan Âm. Tu trật lên, trật xuống, tu lề mề. Tu cỡ nào mà lỡ lọt xuống dưới cái chỗ gọi là địa ngục, cũng có ông ở dưới trời. Ông gì? Cho nên các Phật, các Bồ Tát là bắt đầu ký hợp đồng hết rồi. Tôi ở dưới nhau, ai mà tu mà lơ mơ lọt dưới tôi hứ. Cho quý vị thấy, nói như vậy để có nghĩa là cho chúng ta biết rằng chỉ cần tâm chúng ta còn hướng Phật, hướng về Tam Bảo, không bao giờ chúng ta mất duyên. Chỉ cần chúng ta giữ được cái tâm đó. Cho nên Pháp Hòa nguyện, đời nào kiếp nào con sanh ra, xin cho con được gặp Tam Bảo. Nếu như thí dụ mình có phải trở lại đời này, mà nếu mình được gặp Tam Bảo thì có phải mình ở đời này nhưng mà mình cũng đâu có mất duyên với Phật Pháp. Chỉ sợ không gặp Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Gặp thầy lành, gặp chánh pháp, gặp bạn tốt. Và bây giờ quý vị nhớ Tam Bảo là vậy đó. Phật là thầy lành, Pháp là đường chánh, Tăng là bạn tốt. Nếu mà đời nào mình cũng có bạn tốt, thầy lành, pháp chánh, thì làm sao mình sai lỡ được? Đâu phải không? Cho nên đừng lo mất. Phải không? Mà nếu mà được cái này, thể mà được tu thì phải mất đời. Được đi chùa thì phải giảm cái duyên thế tục. Được thanh tịnh thể mất cái sự ồn náo. Phải không? Mình thể mà mình được cái tâm thông cảm thì mình mất đi cái tâm chấp trước. Cho nên á, hiểu được như vậy rồi thì đối với mình bây giờ cái gì được hay là mất mình cũng biết tất cả tạm. Nhưng mà ở trong cái tạm mình phải kiếm cho được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có được tụng kinh cũng là tạm thôi. Tại vì có những ngày mình bệnh, mình bận, mình không tụng được. Thôi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái đề tài được và mất, để cho đại chúng hiểu rồi chúng ta ứng dụng thế nào là được, là mất. Có được cái gì rồi mọi việc nó cũng sẽ qua, mà có mất đi cái gì rồi cũng sẽ qua. Nhưng ở tạm thời
tạm thời trong cuộc sống hiện tại, đối đãi có được có mất, thì chúng ta thấy rằng có những cái chúng ta cần mất, và để chúng ta được những cái chúng ta cần được. Mà được cái này nó sẽ an vui cho mình trong hiện đời, mà hiện đời được vui thì nhất định tương lai sẽ được vui. Quý vị thấy nè, Đức Phật phải mất đi cái gì? Mất đi cung vàng điện ngọc, mất đi cái chức vị quan quyền để ngài được cái gì? Ngài được cái cảnh giới an tịnh của ngài. Rồi ngài á, mất đi vợ đẹp con ngoan, theo mất đi một cái mái gia đình riêng của ngài để ngài được sao? Tất cả chúng sanh này là bà con quyến thuộc của ngài. Bây giờ quý vị nhìn quý thầy đi tu mất gì? Mất danh, mất lợi, nhưng mà được danh được lợi không? Được. Không có cha mẹ, nhưng mà đi đâu cha mẹ quá trời. Không có anh em, nhưng mà đi đâu cũng anh em đầy. Không có nhà riêng, nhưng mà nhà nào cũng là nhà mình. Có phải không? Không lẽ gõ cửa chùa xin vô ăn chén cơm, ngủ đêm tắm chó. Được. Cho nên á, mình đã là người Phật tử biết tu rồi, thì mình thấy cứ lấy chúng sanh làm bà con quyến thuộc của mình, lấy bốn phương làm nhà của mình, lấy tất cả mọi người xung quanh làm bạn đạo của mình, thì không bao giờ mình thấy ai là cái người đối lập, ai là cái người mà đóng thương thích hết. Và chúng sanh nào cũng cần được độ hết. Quý vị nhớ không? Người chưa được độ, thời làm cho được độ. Người chưa tin, thời làm cho tin. Người chưa hiểu, thời làm cho hiểu. Người chưa được thành tựu, làm cho được thành tựu. Thành tựu rồi phải thành tựu cao hơn nữa. Đó là chí nguyện. Chứ không bao giờ mà chúng ta gọi là phí ổn, để chúng ta, nếu chúng ta biết hướng về cái lành cái thiện. Hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, mong tất cả đại chúng, chúng ta nhớ một điều: tu như một cái rổ đầy bụi, nghe một bài pháp hiểu được có 5% thôi, nhưng mà phải nhúng xuống nước kéo lên, nhúng cái đem lên đâu được gì đâu, nhưng mà nhúng nữa đi, cứ ngày nào cũng nhúng đi, rồi thế nào cái rổ này nó cũng sẽ sạch bụi sạch cát để làm ra một cái rổ sáng láng sạch sẽ. Tâm của mình cũng vậy, ngày nào cũng, quý vị cứ nhớ sáng nào cũng đi làm, trước khi đi làm đứng bằng Phật chắp tay xá Phật, đi làm về xá Phật, đi làm nhớ Phật, về nhà nhớ Phật, dạy cho con cái mình cũng ý như vậy. Con nít đừng bắt nó làm nhiều, nó làm nhiều nhỏ nó ráng nó làm, tại mình bắt nó lớn lên nó chăm, tại vì bây giờ nó đủ khả năng rồi. Chứ làm sao từ cái chung cái nhẹ nhẹ rồi nó làm hoài. Đời nó vậy, ăn vừa vừa ăn được nhiều, ăn ngon nóc ăn được hết. Mình hiểu như vậy. Cho nên Phật dạy mình trung đạo, phải không? Thì trước khi mà Pháp Hòa chấm dứt và đọc cho quý vị nghe mấy bài thơ Pháp Hòa làm ở dưới hai chữ được mất, thật sự trong khi mình quán chiếu mình tu, có những cái suy nghĩ của mình rồi mình biết đó, thơ thì nó chẳng hay gì, nhưng mà thơ là gì? Tức là những tiếng nói của lòng mình. Đọc cho đại chúng nghe thì chúng ta kết thúc cái ý nghĩa được mất của ngày hôm nay. Ở đời kẻ có với người không, được mất hơn thua cũng một vòng. Kẻ khổ người vui đâu mấy chốc, kẻ được người yêu kẻ mất chồng. Có nhiều khi ở đời mình mất người chồng nhưng mà người khác nói được. Dạ ông đi mình hết nợ. Ở đời kẻ có với người không, được mất hơn thua chỉ một vòng. Quý vị thấy có nhiều người ta giàu thì giàu, nhưng mà chắc cái giàu ra hạnh phúc không? Cũng chắc. Và cái người không có gì hết chắc họ khổ không? Cũng không chắc. Tại vì chính họ không có cho nên họ không lo, họ cũng không. Còn người có lần nào giữ nhiều thấy. Ở đời kẻ có với người không, mà bây giờ được mất hơn thua cũng có một vòng. Một vòng gì? Một vòng đời này xong rồi, 30 tuổi, 50 tuổi chấm dứt rồi là xong hết. Kẻ khổ người vui đâu mấy chốc,
kẻ được người yêu, kẻ mất chồng. Nếu có chẳng nên lấy thỏa lòng, được rồi mất đó dễ như không. Nếu lỡ có buồn rồi sẽ mất, buồn hết rồi vui, lẽ sắc không, sắc sắc không không. Quý vị thấy trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy không? Bất tăng bất giảm. Tại sao mà bất tăng bất giảm nè? Quý vị uống miếng nước trong ly này nó làm sao? Giảm. Mở đâu nó tăng? Đây nó tăng. Rồi 2 tiếng sau nó giảm trong này, ống cống nó tăng. Quý vị thấy bất tăng bất giảm không? À, mình làm một cái dĩa cơm ra, mình đưa người ta ăn, mất dĩa cơm, nhưng mà được cái gì? Được cái tình thương của người nhận cơm. Mình giúp người ta 5 đồng, thấy trong bóp lỡm bớt 5 đồng, vậy mà được cái phước, cho nên không có mất. Nhiều khi có những cái mình thấy nó vô hình, nhưng mà chính cái vô hình nó mới bất tận. Còn cái hữu hình là hữu hoại. Cho nên á, cái phước mình cho nó không nhiều bằng cái đức. Cái phước đức, phước là của cho, đức là cái cách mình cho. Phước là hôm nay mình tổ chức, đức là cái cách mình tổ chức. Cái tâm của mình rộng, hiểu ý không? Cho nên phước đức đó, quý vị cúng 5 đồng mới có phước thôi. Cúng xong rồi mà mình phải trân trọng đưa cho mình. Thí dụ giờ cái người ăn xin họ đi ngang cầm một nè, ăn rồi đi chỗ khác giùm tôi, lãng giảng hoài cũng làm ăn không được. Được cái phước mà thiếu gì? Mời bác dùng. Họ cũng là một con người mà, họ khổ mà tới với mình, chứ họ dư giả tới làm chi? Chính cái chỗ đó, cái đức mình nó sanh. Quý vị nhớ vậy. Thì cái phước là cái mình của mình cho, cái đức là cái hành động, cái cách của mình. Cho nên bất tăng bất giảm. Mình xúc một cái muỗng đất, cái lỗ này nè, xúc muỗng đất chỗ này nó mất, lắp qua bên này thì nó tăng, phải không? Bất cấu bất tịnh. Sao kêu bất cấu bất tịnh? Cái ly nước này mình kêu nước sạch, phải không? Nhưng mà thật sự nó cũng phải qua bao nhiêu cái thanh lọc do cống rãnh đi ra, rồi nó về cái chỗ mà chuyên môn lọc nước để đưa trở ngược vô cho mình dùng đó. Mình phút mắt của mình không thấy nó dơ thì mình kêu nó là sạch, chứ thật sự cái sạch này nó tự đâu? Gọi là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Người sống được chứ cái đạo lý bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm thì được cứu cánh niết bàn. Mà người mà sống được như vậy, thấy được như vậy là độ nhất thiết khổ ách. Khổ ách không còn, tại tâm bây giờ thấy mình với chúng sanh là một. Khi chữa biết tu được rất nhiều, được danh, được lợi, được cao siêu, được thắng, được hơn khi chè chén. Rồi bây giờ nếu biết tu rồi, có cũng không, danh lợi nổi chìm chẳng mấy vòng, chấp trước chi rồi thêm khổ lụy, buông thả cho lòng rộng mênh mông. Xin cảm ơn chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội thăm quý vị sáng hôm nay và chia sẻ một chút ít đạo lý cùng quý vị tu học. Mong rằng chúng ta sẽ có một buổi chiều từ đây cho đến chiều, một ngày sinh hoạt thật an vui và đầm ấm. Và giờ đây chúng ta xin hồi hướng trước khi quý vị nghe những thông báo kế tiếp. A Di Đà Phật.